Em là Nguyễn Thanh Hằng, em đến từ Hà Nội, năm nay 23 tuổi. Hiền hòa, hóm hỉnh, hài hước. Và được 9 năm huyền đi. Nếu không là người mẫu thì em sẽ làm những cái nó liên quan đến thời trang. Có thể là bán hàng quần áo thời trang, xinh đẹp. Em nghĩ là phẫu thuật thẩm mỹ là giúp người ta để trở nên hoàn thiện hơn. Thì cái này nó không phải là điều xấu, tuy nhiên là mình cũng không nên lạm dụng nó. Em nghĩ là mọi người không nên đánh đồng như vậy. Mà thật ra nói như vậy là rất khổ thân cho những người chân dài vì họ đâu có làm gì sai đâu. Đi sẽ nhanh hơn, được mọi người chú ý hơn, mà quần áo đẹp hơn. Thì em lúc đó lúng túng lắm, mình cũng vừa thấy thú vị, thấy rất là lạ vì đây là cái cảm giác mới lần đầu tiên mình có. Nhưng mà vẫn có một chút sợ sợ, cho nên là mình hơi lảng tránh đi một chút. Đó chính là về vấn đề làm giả thực phẩm. Theo em ấy thì siêu mẫu thì sẽ được bận rất nhiều quần áo, thay đổi quần áo liên tục, và mỗi lần xuất hiện trước công chúng là một bộ quần áo khác nhau. Tuy nhiên thì siêu nhân á, mỗi lần xuất hiện trước công chúng lúc nào chỉ có một bộ đồ thôi. Ô cờ Úc, hờ Úc khúc, yêu yêu hới khi hỏi khỉu khúc khỉu, sẽ được thành công trong công việc của mình. Thế em thì giữa bầu trời và trái đất, đó là sự sống. Em nghĩ là mặc đồ ngủ sexy nhất, tại khi đó là khoe hết được body luôn. Về nghĩa đen ấy thì cục đá sẽ đau hơn, còn về nghĩa bóng ấy thì quả trứng nó vỡ như thế nó là đánh mất đi một sinh linh rồi.